Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dòng loa bãi sử dụng cho nghe nhạc và hát karaoke. Sản phẩm này đến từ thương hiệu Party House, một thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc. Và đây là cái model phiên bản cao cấp của hãng, nên hãng làm rất là trau chuốt từ phần hình thức bên ngoài cho đến phần nội thất bên trong. Đặc biệt là giá của sản phẩm này có giá rất là tốt để cho anh em nào có nhu cầu sử dụng cái dòng loa chất lượng này mua được với giá rất là ưu đãi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi quay chi tiết về phần hình thức bên ngoài và phần nội thất bên trong của sản phẩm này để giới thiệu đến tất cả mọi người. Có thể nói đây là một dòng loa chơi hay, bày đẹp, giá hợp lý. Và đây là phần hình thức bên ngoài. Phiên bản này là phiên bản nội địa nên là có chữ tiếng Trung ở mặt trước của e căng màu đen và hai cạnh hông là màu đen. Chất liệu gỗ là chất liệu gỗ MDF và được dán phủ vơ lia màu cánh gián non. Mặt trước và hai hông màu đen, đáy dưới và đáy trên là màu vân gỗ dán vơ lia cánh gián non. Hình thức rất là đẹp. Dòng loa này chúng ta bày ở phòng khách thì rất là nổi. Cấu hình loa thì gồm một bát 25, hai chép giấy và hai chép đôm. Hai chép giấy thì ở trong phân tần chia ra làm chung, làm loa chung. Có hai chép đôm thì nghe nhạc nó rất là hay, chép nó đánh ở giải cao rất là tí tách. Hình thức mặt trước của loa, các góc cạnh được làm rất là sắc nét. Như đây là cái phiên bản model cao cấp nên là hãng làm rất là trau chuốt từ phần hình thức bên ngoài cho đến phần nội thất bên trong. Và lát nữa thì mình sẽ quay phần nội thất bên trong của dòng loa này để mọi người cùng xem. Một dòng loa có hình thức rất là đẹp. Mặt trên được dán phủ vơ lia, màu này là màu cánh gián non, vân gỗ cánh gián non. Loa còn rất là mới, đặc biệt là phần gân loa còn rất là dai, gân zin. Gân này chúng ta có thể là sử dụng được từ 5 đến 7 năm nữa thì chúng ta mới phải thay. Gân cao su nhưng mà còn rất là chất lượng. Ở đây là phía mặt bên sau của loa và các thông số kỹ thuật. Tem CD của hãng. Hàng xịn chính hãng của thương hiệu Party House. Và đây là cái phiên bản cao cấp, phiên bản nội địa. Model là MSPI-10. Công suất là 300W. Công suất loa bass 25 nhưng mà rất lớn, gần bằng những cặp loa bass 30. Trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 92 dB. Phía sau có hai lỗ thông hơi và phía trước cũng có hai lỗ thông hơi. Và ở phiên bản này thì hãng có để sẵn hai miếng bông này, hai miếng bông đút vào hai cái lỗ thông hơi này. Nếu mà chúng ta sử dụng ấy, theo yêu cầu của tùy từng người, nếu mà chúng ta sử dụng mà muốn lấy lời bay hát nó bay tiếng thì chúng ta sẽ để cái bông tiêu âm ở phía sau này. Thế còn nếu mà chúng ta mà muốn bát nó đánh sâu ấy, chắc bát đánh sâu đánh chắc thì chúng ta sẽ rút cái bông này ra, chúng ta lắp ở cái lỗ thông hơi phía trước này. Đây, chúng ta sẽ nhét cái bông vào đây. Đấy, thì bát nó sẽ đánh chắc hơn. Đấy, còn chúng ta muốn hát lời nó bay bổng, bay xa về phía trước ấy, thì chúng ta sẽ nhét cái bông ấy về phía sau. Loa được thiết kế rất là đặc biệt, sử dụng theo từng mục đích của từng người. Và dòng loa này thì nghe nhạc nó rất là dễ chịu vì nó là gân cao su. Nó nghe nhạc nó sẽ mềm hơn là những cái dòng loa sử dụng gân vải. Chép thì là chép đôm và hai chung giấy. Chép đôm, chép leo đôm. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay về phần nội thất bên trong. Cái loa thì mình đã tháo sẵn một cái rồi. Vì cái dòng loa này tháo ra nó hơi lâu, hơi phức tạp nên mình đã tháo sẵn một loa ra. Quay giới thiệu đến mọi người. Bây giờ xem về phần nội thất bên trong. Đấy, nhấc cái phần ấy căng này. Ấy căng rất là dày và cứng cáp nhé.
cái các xương bằng nhựa đan với nhau này, rất là cứng cáp. Và đây là bên trong của loa. Loa gồm một bát 25, một bát 25 cân cao su và hai chung bằng giấy, chung 10 cm bằng giấy. Cái này loa này có thể sử dụng cho loa chép cũng được mà loa chung được, do phân tần nó chia quay ra thôi, nó chia ra nó làm loa chung hay loa chép, nó đảm nhiệm giải chung hay giải chép thì do phân tần. Thế còn đây là có một chép đôm này, chép đôm, chép này nghe nhạc rất là hay nhé, nó đánh ở giải cao nên là nó đánh rất là tí tách, nó đánh rất là tơi. Bây giờ thì mình sẽ nhấc cái phần bên trong củ loa ra. Loa còn rất là đẹp, rất dâu này, keo đổ rất là sắc nét. Và đặc biệt là cái phần gân này, gân này nó còn rất là dai này. Đấy, mình ấn mạnh tay nhưng mà gân nó còn rất là dai, gân còn rất là mới. Gân này chúng ta có thể sử dụng được 5 đến 7 năm nữa, ít nhất là phải được 5 đến 7 năm nữa thì chúng ta mới phải thay gân. Gân còn rất là dai nhé. Và đây là phần củ loa, củ rất là gấu. Đây là cái phiên bản cao cấp của hãng, nên hãng sử dụng những cái linh kiện từ phần hình thức cấu trúc thùng cho đến phần củ loa, phân tần đều sử dụng những cái củ loa rất là chất lượng. LCD mã vạch đầy đủ này. Đấy, cái phần xương xương sắt từ loa này nhìn nó rất là khác biệt so với những cái phiên bản thường. Có những cái khía khía này ở cái phần sắt từ này, và đặc biệt là loa còn rất là đẹp và mới. Loa này thì gần như là dùng nước, gần zin, còn rất là dai, chứng tỏ một điều là loa này mới được sản xuất và sử dụng rất là ít nên độ đẹp nó còn rất là cao. Xương sắt côn này khoảng côn 51 nhé, côn 51. Và thường thì những cái dòng loa làm này thì hay sử dụng côn là côn 6 lớp nên nó cho tiếng bát ra đánh rất là sâu và chắc. Sử dụng côn 4 đến 6 lớp. Đây màng này, màng của thương hiệu UKM. Một thương hiệu màng rất là nổi tiếng. Thường được lắp trong những cái dòng loa đắt tiền. Củ loa rất là đẹp. Củ loa bát rất là đẹp. Và đây là cái củ loa chung. Củ loa chung này từ kép, CD mã vạch đầy đủ. Chung giấy nhé, hai chung giấy. Tất cả bao zin 100% cho mọi người. Bên trong thùng thì có bông tiêu âm và phân tần. Bông tiêu âm này, phân tần đây. Đấy, phân tần là loa lằm nhưng mà rất là gấu. Gồm có hai cuộn cảm này, hai trở này và bốn con tụ. Và đặc biệt là có phần đây, nó là một cái dơ le bảo vệ. Khi chúng ta mở tín hiệu quá to thì nó sẽ nhảy cái dơ le này để bảo vệ loa, chống cháy loa. Đấy, khi nó mà nhảy dơ le này thì chúng ta mà thấy loa chép ấy, mà nó không kêu ấy, thì nhiều khi thì không phải là cháy loa mà nó nhảy cái dơ le này để bảo vệ loa chép. Thì chúng ta chỉ việc nhấn cái nút ở cái dơ le này vào là loa chép lại kêu. Phân tần rất là gấu này. Dòng loa làm mà có phân tần như thế này thì rất là chất lượng. Hai con trở rất là to, cuộn cảm tụ, có cả bảo vệ loa chép, dơ le bảo vệ chép. Ở đây là cái phần cấu trúc thùng bên trong. Hai lỗ thông hơi phía sau là nó sẽ đi theo kiểu hình bẫy âm thanh như này. Còn hai lỗ thông hơi phía trước thì nó sẽ đi thẳng để nó lấy lời nó bay hơn về phía trước thì nó lỗ thông hơi đi thẳng. Lỗ thông hơi phía sau để nó cộng hưởng tiếng bát ấy, thì nó đi khúc khỉu như này. Cấu trúc thùng bên trong rất là hầm hố. Một dòng loa rất là chất lượng đến từ thương hiệu Baktiha. Quay lại lần nữa về phần củ loa bát để mọi người cùng xem này.
keo đổ rất là đẹp nhé, rất là sắc nét, gần zin và còn rất là mới, gần mút cao su. Cái loa mà gần cao su mà còn được ra như thế này ấy, thì rất là hiếm. Đa phần là các dòng loa gần cao su về là chúng ta phải thay gân thì chúng ta mới sử dụng được. Anh em thợ thì nhập là hàng về thì cũng phải thay gân thì chúng ta mới bán được, anh em thợ mới bán được. Mà cái lô loa này nó còn rất là mới, gân nó còn rất là dai, khách hàng sử dụng rất là ok. Vì đây được là gân zin, lòng rất là sâu, lòng loa rất là sâu cho tiếng bass đánh rất là chắc và uy lực. Dòng loa này chúng ta sử dụng cho nghe nhạc hoặc là hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Củ loa rất là đẹp, củ loa bass rất là đẹp, có hai chép đôm đảm nhiệm giải chép cao. Ở đây là phần hình thức, quay lại phần hình thức của loa để mọi người cùng xem. Và mình xin báo giá của sản phẩm này. Giá bán sản phẩm này, giá bán tại cửa hàng là 3.600.000 đồng một cặp, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu quý khách nào đến tại cửa hàng mua thì giá sẽ là 3.600.000 đồng. Còn quý khách ở xa thì đây là cái giá mà giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Và quý khách hàng nào ở xa nếu mà đặt hàng thì hãy vui lòng cọc trước cho mình tiền cước, mình sẽ ship hàng bằng phương án là ship xe ô tô hoặc là ship qua các đơn vị vận chuyển hàng. Xin nhắc lại giá, xin báo giá lại một lần nữa. Giá sản phẩm này mình bán với giá là 3.600.000 đồng, giá bán tại cửa hàng. Đây phần nội thất của loa, trông rất là gấu. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua sử dụng cái sản phẩm loa bãi rất là chất lượng đến từ thương hiệu Party House này thì hãy vui lòng liên hệ mình có số điện thoại trên màn hình là 0826252688, địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình. Vâng, và quý khách xem video thì hãy vui lòng nhấn cho mình một nút like để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Và quý khách nào chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để khi có những cái sản phẩm mới nhất mình đăng lên, mọi người sẽ cập nhật được sớm nhất. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.